Các ông ạ, khả năng tôi là người đầu tiên review chai nước hoa này, và những người xem video này cũng sẽ là người đầu tiên xem review về Yves Saint Laurent Wine EDP. Và đây là phiên bản Intense mới tinh, vừa mới ra mắt luôn. Ở đây có một cái điều mà mình thấy hơi lạ, đó là vẫn là Yves Saint Laurent, mặc dù thương hiệu này đã được tên thành Saint Laurent rồi. Chắc là cái mảng nước hoa của họ hay là những cái bộ sưu tập khác mà họ đã đặt tên như cũ mà ra lên sản phẩm mới thì họ sẽ không có cái nhu cầu đổi thêm tên. Cái này tôi cũng không rõ lắm, tôi không tìm hiểu được cái này lắm. Đấy, tôi cũng chỉ mới nghe rằng cái thương hiệu Yves Saint Laurent này đổi tên thành Saint Laurent thôi. Còn toàn bộ những cái vấn đề khác vì sao họ đổi thì có lẽ mình cũng chưa cập nhật. Ông nào biết thì hãy chia sẻ để cho tôi và mọi người cùng biết. Còn ngày hôm nay thì sẽ đánh giá mùi hương của phiên bản mới trên cái góc độ của phiên bản EDP, một phiên bản đã quá hot ở Việt Nam. Cùng xem nhé. Để mà so sánh thì chúng ta cần phải nhìn qua một chút về phần ngoại hình. Mình có thể đưa ngay vào cho các bạn nhìn như thế này, là các bạn hoàn toàn nhìn thấy hai em nó không hề có một sự khác biệt nào về thiết kế, mà chỉ đơn giản rằng ở cái phiên bản Intense này các bạn sẽ thấy nó có một cái màu xanh. Màu xanh này thì nó có cái hơi hướng là kiểu xanh ở những cái vùng biển nước sâu. Còn đối với cái phiên bản cũ EDP này thì nó sẽ là màu đen, và càng về phía dưới nó sẽ càng làm trong hơn. Còn với phiên bản này thì nó sẽ là đồng nhất một màu từ dưới lên trên. Và cái phần nắp thì cũng không có phần thay đổi gì cả. Tóm lại là gần như chỉ thay đổi mỗi màu thôi. Đấy là cái trải nghiệm của tôi. Còn về cái phần vòi xịt thì về cơ bản là vẫn khá ok. Tóm lại là những cái sản phẩm mà đã nổi tiếng ở trên thị trường rồi, đặc biệt là những cái dòng của Dior, Sauvage hay là Wine, thì họ làm những cái về thiết kế ở mức gọi là trung bình tốt. Đó, nên là về phần ngoại hình thì không có gì thay đổi cả. Tiếp theo thì đó là về phần giá. Trước khi đi vào phần mùi hương thì giá của phiên bản Intense hiện tại nó chỉ nhỉnh hơn một xíu so với cái phiên bản EDP thôi. Đây cũng là một trong những cái khá là khó để lựa chọn. Thí dụ như kiểu cao hẳn vài trăm hoặc là một triệu thì chúng ta sẽ có phần kiểu lăn tăn nhưng mà dễ lựa chọn hơn. Nhưng nếu như hai cái phiên bản này, chúng ta nhìn thấy cái phiên bản Intense, nghe nói rằng Intense thì còn nồng độ cũng như là sự mượt mà nó sẽ nhiều hơn, mà cái giá thành chúng ta trả nó không quá chênh lệch, thì chúng ta càng khó để có thể lựa chọn. Mình có một cái điều rằng mình sợ nhất khi mà mình lựa chọn những cái option mà nó cứ ngang nhau thì càng khó lựa chọn. Thà cái kiểu chênh hẳn thì tôi lại dễ lựa chọn, tại vì chi phí của tôi chỉ có vậy thôi. Còn với hai phiên bản này thì có lẽ là các ông cần phải xem phần tiếp theo, đó là về phần mùi hương của phiên bản YSL Intense này. Về phần mùi hương của phiên bản Intense thì mình đã xịt hai mùi hương này ra tay. Các bạn cũng có thể nhìn thấy nó vẫn còn cái độ bóng ở trên tay mình luôn này. Đó. Bên này là phiên bản EDP và bên này nó là phiên bản Intense. Thì hai cái mùi hương này khi mà xịt ra các bạn nhận ngay cái sự khác biệt. Nếu như các bạn chỉ cần đưa lên thoáng qua mũi và các bạn ngửi thì các bạn sẽ thấy rằng ở phiên bản Intense tất cả mọi thứ nó làm mạnh bạo, thô ráp. Và nó có một cái gì đó nó như kiểu là bóp nghẹt lấy cái mũi của bạn. Từ cái nốt cay của gừng xong rồi cái nét xanh. Và nếu như phải dừng khoảng tầm 5 đến 10 giây để hít thật sâu thì các bạn mới thấy cái nét ngọt. Và cái nét ngọt này thì nó có ở chai YSL YDP. Còn đối với YSL YDP thì ngay ở phần top nốt thôi, các bạn nhận thấy một cái mùi như kiểu là cái mùi nước ngọt. Nó có cái nét ngọt ngọt cùng với một cái bay hơi kiểu sủi nhẹ, cay cay nhẹ một xíu. Rất là tật. Và để dễ hình dung hơn, đó là nếu như bạn đã có YSL YEDP rồi thì các bạn chỉ cần nhân 2 đến 3 lần cái nồng độ lên là các bạn sẽ nhận thấy phiên bản này mà không cần phải mua để thử. Mình đảm bảo với các bạn luôn. Và cái nét top nốt cay nồng của cái phiên bản Intense ấy, nó kéo dài trong khoảng tầm hơn 1 tiếng đồng hồ và nó dịu dần. Và cái độ ổn định của cái mùi hương này thì các bạn có thể nhận thấy cái bay rõ ràng của nó. Nó sẽ là cái bay của woody cùng với cái nét ngọt, chứ không phải là cái nét kiểu táo xanh citrus cùng với những cái nét ấm ấm ngọt ngay từ ban đầu như là ở YDP thôi nhá. Đó. Và cái thời gian này nó phải mất khoảng tầm 2 đến 3 tiếng
thì dần dần nó mới sẽ ổn định và các bạn nhận thấy rằng nó có độ mềm mại. Ở đoạn cuối ở trên da mình thì YNL Y phiên bản Intense nó sẽ lên một cái bay mùi hơi creamy bột gỗ một xíu. Nó như kiểu là ông nào mà tắm những cái dầu thông hoặc là những cái loại sữa tắm mà có mùi gỗ thì ở trên da nó sẽ nhẹ nhàng như vậy và nó sẽ có một nét hơi ngọt creamy. Đó là toàn bộ những cái gì mà phiên bản Intense này mang tới. Tóm lại với cá nhân mình ấy, thì cái phiên bản Intense nó là với phiên bản làm X2 đến X3 cái độ cay nồng lên. Và về sau thì gần như cái nét ngọt kiểu trẻ trung năng động của phiên bản gốc EDP này nó sẽ biến mất và nó sẽ chỉ là một cái bay mùi trưởng thành hơn, nồng gỗ hơn, vẫn có cái nét ngọt ở đằng sau. Và cái nét ngọt đấy nó giữ lại được cái DNA đặc trưng của YNL EDP thôi. Và theo như ông Dominique Robong, ông có nói rằng là sự tương phản giữa pha trộn cái nét nồng nàn của gỗ và hương đầu tươi cay, và đây là một cái mùi hương thể hiện được cái tính cách rất là phá cách cũng như là cái sự sang trọng, thì đấy là những cái gì mà con YNL Intense này mang tới. Thế nên bạn phải xác định luôn cái phiên bản này là cái phiên bản nó sẽ rất là mạnh bạo ban đầu và về sau thì nó mới có được sự mượt mà. Và đương nhiên độ tuổi cũng như là phong cách của em này cũng sẽ thay đổi. Đó. Tiếp tới thì chúng ta sẽ đi vào phần hiệu năng của em nó. Liệu một mùi hương mà được làm X2, X3 nồng nàn hơn, rõ rệt hơn thì cái hiệu năng của nó có tốt hay không? Thì cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta sẽ xét tới đó chính là về độ tỏa hương. Phải nói rằng cái phiên bản Intense này ở trên da mình nó tỏa siêu tốt. Mình có nhớ rằng một hôm mình có đi cà phê vào buổi sáng và cái quán cà phê đấy thì gần như sáng nào tôi cũng vào ngồi, trừ thứ bảy và chủ nhật thôi. Và tôi xịt cái mùi hương này, tôi đi ăn sáng rồi và tôi đi vào quán cà phê thì mình có thói quen đó là mình sẽ hay ngồi trước cửa quán, ngồi ở ngoài. Và có một cơn gió thì anh chủ quán nói rằng hôm nay mày vừa xịt nước hoa đúng không? Nó bay tận vào trong kia, nó át hết cái mùi hồng trà của anh đang pha. Đấy, và các bạn hiểu rồi chứ, mùi hương của nó tỏa khủng khiếp, đặc biệt là nếu mà đầu gió nữa thì gần như là nó sẽ át tất cả những cái mùi hương khác. Và cái độ tỏa hương của em nó so với cái phiên bản này mình nghĩ là nó cũng phải gấp khoảng tầm 2 đến 3 lần. Nó lại là tỏa siêu tốt. Còn về cái yếu tố thứ hai đó chính là về cái phần độ lưu hương. Thường những cái chai có độ tỏa tốt thì cũng sẽ lưu khá tốt, đặc biệt là cùng một line thêm cái nồng độ thêm cái tên Intense vào. Nhưng mà cái chai nước hoa này nó lại hơi làm mình tò mò và trái ngược một tí. Đó là mùi hương này nó chỉ lưu được khoảng tầm 8 tiếng ở trên da và nó sẽ chỉ tỏa tốt trong khoảng tầm 3 đến 4 tiếng đầu và về sau thì gần như là nó trượt dốc và nó chỉ lưu khoảng tầm đúng chỉ tầm 8 tiếng thôi là các bạn gần như không hiểu cái gì nữa, phải đưa sát lên, hiểu sát là sạt thì các bạn mới ngửi thấy, còn gần như là kể cơ thể các bạn nóng lên thì các bạn vẫn không ngửi thấy. Thì đó là một cái điều mà em này là mình hơi bất ngờ, mình không hụt hẫng, tại mình không mong chờ, mình mong chờ là nó bám tốt hơn nhưng mà mình cũng không hụt hẫng. Đó là về cái phần hiệu năng của hai em này tổng kết cho các bạn dễ dàng nhìn thấy. Thế thì về cái phần phong cách và cái ứng dụng và thực tế như thế nào, YNL YDP đã là một chai nó đã khẳng định ở Việt Nam rồi, dễ dùng, đa dụng và vô cùng nịnh mũi. Các ông có thể xem cái video tôi tóm gọn ở trên TikTok về hai cái mùi hương này, các ông có thể đọc ngay cái bình luận đó là có những bạn rất ghét cái mùi hương này nhưng mà các bạn phải chấp nhận một điều rằng các bạn được khen, đặc biệt là các bạn nữ khen rất nhiều. Kể cả video đi phỏng vấn em này với em với một em nữa mình không nhớ rõ, hình như là America, thì cái phiên bản này là một phiên bản mà chị em phụ nữ cực kỳ thích, đặc biệt là dù nó ngửi ở trên giấy hay trên da thì các chị em rất thích một cái phong cách rất thể thao, rất là năng động, trẻ trung. Nhưng sang phiên bản này chúng ta sẽ có một màu sắc khác và một phong cách khác. Đó là với mình phiên bản này nó phải cộng thêm ít nhất là khoảng tầm 5 tuổi. Nó vẫn sẽ là một cái hình ảnh người đàn ông năng động. Nhưng mà ở đây không còn sự trẻ trung nữa, mà chúng ta chỉ cần đơn giản nghĩ đây là một chàng sinh viên còn đang đi học và đi làm. Còn đây là một anh chàng đã ra làm việc và cái môi trường làm việc của anh chàng này nó là môi trường văn phòng, môi trường cần một cái sự chỉn chu,
lịch sự. Và có thể nói như ông Dominique Dupont ở đây, ông nói rằng là có cái nét sang trọng. Nên với cá nhân mình, đây là một cái phiên bản nâng cấp, và nâng cấp về độ tuổi, về phong cách hơn. Các bạn cũng có thể thấy được rằng là trong cái thời gian mà hình ảnh đại diện của cái mùi hương này, đó chính là một ca sĩ, một nhạc sĩ, đó là nhạc sĩ Lenny, vừa là một tay trống, vừa là một người sáng tạo nhạc, và vừa là một người ca sĩ rất là nhiều nghề. Nhưng mà các bạn hãy để ý cái phong cách thời trang của ông ta cũng rất là trẻ trung, rất là phá cách và tự tin. Mặc dù ông ta, mình nhớ là ông ta sinh năm 1964 hay là 1963 hay đó, một độ tuổi không hề trẻ. Nhưng mà nhìn phong cách nhá, các bạn sẽ chỉ đoán khoảng tầm 30 cho đến 35 tuổi thôi. Đấy là một cái điều rất đặc biệt. Và cái line YSL này họ cũng rất biết lựa chọn cái gương mặt đại diện. Vì thế thì cái phiên bản Le Parfum, cái phiên bản Intense này, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng cái phong cách và cái sự trẻ trung nó vẫn sẽ có, nhưng nó sẽ là một cái phiên bản nâng cấp hơn về cái sự độ tuổi và về cái sự sang trọng, cũng như là về cái sự, lịch thiệp ở mùi hương của YSL White. Rồi, bây giờ thì đến cái câu chuyện là có cần mua mùi hương này hay không. Với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng không, chắc chắn là không. Tại vì với gu mùi của người Việt, đa phần vẫn là thích những cái mùi hương nhẹ nhàng. Đặc biệt là với những người dùng bình thường, YSL White LP làm được một điểm. Thế thì về phần giá, không tranh nhau quá nhiều về giá, YSL White LP nó đã khẳng định được vị thế trên thị trường rất lâu. Nếu như mà thích một cái sự an toàn thì lựa chọn phiên bản này tốt hơn thay vì lựa chọn một cái mùi hương mới chưa biết như thế nào cả. Cái yếu tố thứ ba mà YSL White EDP cũng có thể thắng được, đó là ở cái khí hậu của Việt Nam, khoảng tầm 9 tháng đều là tháng nóng, thì cái phiên bản này là một cái phiên bản có mùi hương gọi là nền nã, tinh tế hơn trong cái việc sử dụng. Mình nghĩ là xịt cái mùi hương này mà đi ở văn phòng buổi sáng hay là hôm nào mà chậm deadline làm muộn, nói thật là nhiều người còn ghét. Mà cái mùi hương này cũng chỉ hợp với office thôi. Đó, còn phiên bản này là một cái phiên bản có thể sử dụng nhiều dịp hơn. Đó cũng là một cái điểm cộng. Và mình nghĩ là kể cả phiên bản này dù có tầm 25 đến 27 tuổi chúng ta vẫn có thể xài thoải mái mà. Ai muốn sức trẻ trung. Còn để mà lên cái tầm mùi có sự sang trọng như thế này, nếu tôi sẽ chọn Blue Home Sport của nhà Chanel hơn, thay vì lựa chọn cái phiên bản Intense của nhà YSL White. Với tôi thì tôi sẽ lắc đầu say no với em này. Nếu thể thao và chỉnh chu lịch sự hơn, Chanel vẫn làm tốt hơn. Đấy là điều chắc chắn với các bạn luôn. Còn nếu như mà bạn hâm mộ thì tôi không nói. Còn nếu như bạn cũng đã có phiên bản Le Parfum rồi thì các bạn hỏi là ở cái phiên bản này có cần thiết phải mua không, thì câu chuyện là các bạn chỉ cần mang phiên bản này cộng với phiên bản Le Parfum, hai người, một nam một nữ cộng lại thì sẽ đẻ ra thằng này. Thằng này là cái thằng ở giữa, thằng này là cái thằng nửa vời. Đó, thằng Le Parfum là có gia đình đi làm, thằng này là thằng học sinh sinh viên, thằng này là cái thằng vừa tốt nghiệp ra trường, dễ dàng hình dung đúng không? Và đó là toàn bộ những cái gì mà mình đã trải nghiệm về YSL White EDP phiên bản Intense. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hoặc là các bạn đã được may mắn trải nghiệm rồi, thì các bạn hãy cứ mạnh dạn bình luận ở phía dưới để cho mọi người cùng biết. Còn với cá nhân mình thì đây vẫn sẽ là một tượng đài ở Việt Nam. Các bạn thì sao? Chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.